Để cho sư Minh Tuệ mà tự tung tự tác là không nên. Tôi cũng xin phép được nói tiếng lòng của con. Nam mô A Di Đà Phật. Sư Minh Tuệ là một vị sư mà không biết là có sư phụ hay không, có y chỉ sư hay không. Nếu mà sư đó, sư mà đi mà đi khất thực hay là đi hành đầu đà gì đó thì sư phải có ý chỉ sư. Xin lễ phép nói với sư cô Diệu Âm, Diệu Hăng gì đó. Thưa cô, tôi chắc cũng đồng trang lứa với cô. Nhưng mà mình là một vị ni, một vị sư cô. Khi mình thốt ra đó, lời thốt ra phải đoan chánh hiền từ. Tích thiện thì thường có phước dư, bằng tích ác quả ương đeo đắm. Tôi thấy bà lên bà phỉ bán thầy Thích Minh Tuệ, bà kêu cả gia phả người ta là bà xúc phạm rồi đó. Ông Thích Minh Tuệ ông ôm mình bác đi ngoài đường đâu có động chạm gì tới bà đâu, mà ông chẳng biết bà là ai nữa. Thì bà cần gì mà phải lên nói như vậy? Nhưng mà bà nói là bà là Diệu Âm, Diệu gì đó. Nhưng mà cái lời nói của bà đó không có đúng với cái tên của bà. Bà là Diệu Đâm, Diệu Chọt, Diệu Chích mới đúng. Tại vì cái chỗ nào tôi thấy đó bà cũng chọt cái mỏ bà vô hết trơn. Khi mà Vũ Linh chết á, bà lỡ cái đám ma của người ta, bà lấy gậy bà đánh hết người này giọt người kia. Bà nói là bà ban phước gì đó. Đó, rồi cộng đồng mạng người ta, mấy anh YouTube người ta cũng đuổi bà, đuổi xô bà. Ta hắt hủi bà, này kia hen. Rồi cái bà chọt mỏ vô khi mà cái con ven đó, nó lên đồng, lên bái, bà cũng chọt vô cái chỗ con ven. Rồi cái tới bé Tường Lam thì bà chọt vô bé Tường Lam, thì bà chọt chỗ đó thì đúng đó. Nhưng mà đối với Thích Minh Tuệ thì bà chọt sai rồi. Mình là một người ni cô, mang một màu áo sứ giả của Như Lai. Mình phải lựa lời tiếng dịu dàng trong sạch khi thốt ra đôn chánh thiện từ. Cái này người ta không động phạm bà, ta không xúc phạm gì bà hết. Bà chọt cái mỏ bà vô, bà nói bà có trọng trách này kia. Bà nhận lệnh là mười phương chư Phật này kia. Bà nhận lệnh U Minh thì có cái mặt của bà, xin lỗi mà nói ha. Bữa nay nói với bạn nè, hơi nặng lời với bạn nghe sư cô. Cái mặt của bà đó ha, te lé, mắt lương, mắt hí nè. Dồn cái mặt của bà là đánh giá con người bà được rồi. Sư cô mà đi cắt con mắt hai mí, nội như là thấy sắc sược rồi. Mà cái giọng nói của bà là chuyên môn là sắc sược. Bà kêu là nhà nước này, cộng đồng này phải vô cuộc, phải đưa Thích Minh Tuệ vào chùa. Ai đi Thích Minh Tuệ là dân phản động, ai đi theo mà ủng hộ Thích Minh Tuệ là phản quốc, phản đất nước. Bà mới là người phản quốc, phản đất nước. Bà làm cho dậy sóng. Người ta đi á, người ta không đụng chạm gì tới ai hết, cả tới công an còn theo bảo vệ. Thì bà lấy quyền gì mà bà kêu gọi? Bộ bà tưởng đâu ông nhà nước này ổng không thông minh trí tuệ, người ta lãnh đạo một quốc gia được, người ta lãnh đạo được, đạo được. Thì người ta phải có trí tuệ, người ta nhận xét đâu đúng đâu tà. Chỉ có những người siêng ăn mà nhát làm như mấy bà vậy đó. Hết thầy chùa thúi rồi bây giờ tới tăng tới ni nữa đó. Rồi hết tới ma nam bây giờ tới ma nữ nữa đó. Mấy bà là ma nữ xuất hiện đó. Bà với cái con sư cô mà ở bên Úc về đó, hai người đó nên sám hối ăn năn đi đó. Sư cô mà cái miệng quát tháo đó, nói ra mình xin lỗi mà nói bà chứ. Bà còn thua mấy cái con bạn hàng cá ngoài chợ, mấy cái chị bạn hàng cá ngoài chợ chứ. Người ta còn biết kính nể người già, người kính nể người biết điều và kính nhở những người biết chuyện. Còn bà là cái miệng của bà bố láo đủ thứ, chỗ nào bà cũng chọt cái mỏ bà vô được chứ. Mà bà nói bà là sư cô, mà sư cô thì sao ở, không ở trong chùa để niệm Phật? Sư cô sao không ở trong chùa mà đi mà tu, mà cái gì mà chỗ nào cũng có bà chứ vậy? Bà còn hơn là con mẹ bán hàng rong ngoài chợ nữa. Nó thành thử ra bà phải trở lại nội tâm, chấn chỉnh lại. Còn bà nói kêu nhà nước này, nhà nước người ta biết hết trơn á. Khi ông thầy Thích Minh Tuệ đi, bà biết trong tăng đồ của Thích Minh Tuệ cũng phải có mặt khám theo dõi. Mấy bà bịa chuyện, mấy bà nói đủ thứ chứ. Nào là nhận tiền, nào là nãy kia, sắp đặt gì tùm lum hết trơn. Nhưng mà đừng bao giờ nói như vậy. Dầu cho mình không thích người ta đi nữa, mình không kính ngưỡng thì để người khác kính ngưỡng. Còn bà tốt quá, bà giỏi quá, bà tu lâu quá, sao bà ra đường hôm nay là không ai đảnh lễ bà hết trơn à? Sợ bà ra đường cái mặt của bà người ta còn không hỏi nữa. Nó
Thành thử ra mình là một người tu phải nói chuyện rõ ràng chánh đáng, cái chuyện nào có thì nói, hả có, không có thì thôi. Đừng có bịa chuyện mà ghét người thì kiếm chuyện dễ thiêu, mà thương diện lẽ thấp cao bào chữa. Đời bất công mấy ai xem sửa, trên điêu hoa dưới chẳng phục tùng. Phiên nhân sanh lấy lẽ chí công, mà ngỡ nói năng trơn chắc. Nó thành thử ra mình phải lựa lời tiếng. Còn bà đó hen, khi bà mở miệng ra là quần chúng không ai ưa bà chân. À, bà nói những điều thất thiệt không à, mà chỗ nào bà cũng chọc hỏi hết. Tôi đã coi nhiều clip của bà rồi, nên tôi xin cho bà một bài nè. Ngán thay bổn đạo đàn bà là bà đó, lắm lời điêu xảo gần xa điều tường, làm cho quen ố Phật đường. Là không ghen được tánh khiêm nhường từ bi, tu mà ái ố sân si, tu mà nhiều tánh dị kỳ chằng mê, có mong cửa Phật đặng về, càng gần địa ngục nhiều bề thảm thương. Tĩnh tâm đốt nén tâm hương, nguyện gần đệ tử một đường lo tu, ăn năn kẻo uổng công phu. Bà nên trở lại làm sư cô của bà, chứ đừng cái sư cô gì đâu mà chuyện của ai cũng thọ cũng chen vô nói, chuyện gì của ai cũng chen vô nói. Đúng bà cũng nói, mà quấy bà cũng nói, phải bà cũng nói, sai bà cũng nói, cái gì bà cũng nói được hết trơn. Bà là một cái cô, cái người sư cô mà sắc sược nhất ở Việt Nam này á. Tôi mới thấy cái người sư cô mà như bà đó. Đó, với một cái cô sư cô trẻ mà bên Úc về mà nói về tới Việt Nam là dị ứng. Ủa sao mẹ không ở bển mà chết luôn đi. Đó, thành thử ra quý vị á, đụng cái người khác thì được nha. Quý vị nói xấu thầy Thích Minh Tuệ, quý vị sẽ trả nghiệp liền. Cũng như Thích Đỡ Đồ của mình thôi, ổng bây giờ ổng đang trả nghiệp cho Thích Minh Tuệ rồi đó. Không phải là ông Thích Minh Tuệ làm gì mấy bà, nhưng mà tạo quá sẽ đào thải mấy bà trong nay mai. Rồi dân chúng người ta nghe, người ta phẫn nộ nè, người ta đào thải nè. Nó thành thử ra bà nó trở lại nội tâm của bà đi. Những người mà chữ Thích Minh Tuệ không có làm gì mà sao xuyến nhân tâm của ổng đâu, không làm cái gì mà giờ đổi được ổng đâu. Tại vì ổng đã có nhiệm vụ rồi, ổng đã có lệnh rồi để đi như vậy đó. Ổng đi giữa cái đúng với cái sai, để cho những người người ta đã biết rồi, giữa cái đúng cái sai ổng không cần nói, nhưng mà người ta thấy ổng như vậy, người ta đã trở về nội tâm. Còn mình tại sao không trở về nội tâm? Mình già rồi, để cho con cháu nó kính nể mình. Có nhiều người cái ngày qua có một vị mà trẻ trẻ đó lên mắng bà là kêu con này con nọ không đó, tại vì bà không xứng đáng làm cô chú bác gì hết đó, nó nói vậy đó. Bà cảm thấy bà mắc cỡ không? Nếu bà nghe được thì bà trở về nội tâm, bà vô chùa, bà niệm Phật, bà sám hối bà lại đi. Chứ bà đừng có nói nữa. Bà sư cô này vậy, có một cái cô bé đó cô cũng không kính nể luôn. Mình là một sư cô, mình là cái người tu phát áo của Như Lai thì phải nói làm sao. Cái này mấy bà chỉ phỉnh gạt người ta để mấy bà kiếm ăn thôi, thực chất mấy bà không có tu gì hết. Đó, chỗ nào mấy bà cũng chọt vô được hết. Bây giờ chỗ nào tà mấy bà chọt tôi không nói nữa, mà chánh đạo người ta mấy bà cũng sắc sược. Nào là ông phá đạo, phá đất nước, phá đời, phá này kia, mấy bà mới là người phá đạo phá đời. Đó, si bụng ta ra bụng người ha. Mình đổ cho bao nhiêu người khác gánh trách nhiệm đó, mà chính trách nhiệm đó là tự mình làm ra. Nội nhìn cái mặt của bà là thứ te hé mắt lương là ông thánh ông chê rồi. Bà đừng có lên nói nữa mà cho cộng đồng mạng người ta phỉ nhổ mình nha. Già rồi nó trở về nội tâm đi bạn, để lập công bồi đức, mai ra có diện kiến được Đức Phật, Đức Thầy trong ngày Long Hoa Đại Hội. Chứ đừng ở đây mà nói nữa, để cho người ta phỉ báng mình, người ta chửi tới con cháu của mình, tới dòng họ của mình. Mắc mớ gì tới ông, tới bà. Ông Thương Minh Tệ, ông ra đi chẳng nói một lời nào với ai hết. Con chỉ đi giải mã cho cuộc đời của con, hay là con sống theo cái hạnh của Đức Phật ngày xưa thôi. Rồi mắc mớ gì mấy bà mà chửi người ta, mấy ông chửi người ta. Đó, rồi bây giờ thêm nữa, đủ thứ chuyện trên đời chứ. Hết chuyện này rồi tới chuyện kia, bộ ăn ở không lắm hả? À, dùng tiền của đàn na thí chủ sao không lo mà niệm Phật đi. Đặng có một chút công đức nào đó để trở lợi đôi, cứu giới quần sanh, vì đối với quần sanh ta mang cái ơn rất nặng. Còn cái này không có lo, thọ dụng tiền bạc của người ta ăn mà đi ra nói những lời xàm xí không à. Đó, rồi quý vị thấy có quý vị có xứng đáng không? Xứng đáng làm con của Phật không? Xứng đáng làm một đệ tử trung thành với Đức Thích Ca Mâu Ni từ phụ không? À, bà nói bà lãnh đạo mẹ trời, cha đất gì,
rồi bà đại diện mười phương chư Phật, cái mặt của bà đại diện cái địa ngục còn chưa có nữa, sợ bà xuống dưới mà diêm dương còn không cho bà nữa chứ, không cho bà ở được thoải mái nữa chứ, ở đó bà đại diện mười phương chư Phật, bà bố láo bà đừng có đi kiếm tiền ăn, đi kiếm tiền nó cắt mắt hay làm gì. À, có một cái ông nhà sư này, không biết ông ở chùa nào, còn trẻ, ông nói cái người nghèo á là tại họ có cái nghiệp, không mắc mớ gì tới nhà chùa. À, cái đó là để cho nhà nước lo với cộng đồng lo chứ không phải mắc mớ gì nhà chùa. Ủa vậy ông cạo đầu ông vô chùa ông tu để làm gì? Mà mình cái người tu nếu xuất gia thì phải hy sinh cả vật chất tinh thần lo đạo, chớ giả dối mà mang sắc áo mượn bồ đề chuỗi hộp là người. Vậy ông vô chùa để làm gì mà ông nói thấy cái người ta đã đói khổ không phải là chuyện của ông. Vậy ông tu ích kỷ ông tu làm gì? Đừng riêng lo lợi dưỡng một mình. Cái đó là lối tu ích kỷ đó. Mình muốn vô chùa mình tôm gót tiền của người ta, mình ăn mình sắm xe hơi nhà lầu này kia, còn mình gặp cái người đói thì mình không ban phước giá quả cho người, không ban phước cho người ta, vậy tu làm gì? Vậy đó vô tu làm gì mà mở miệng nói một câu vậy đó. Đó, mở miệng nói một câu vậy đó, quý vị thấy lương tâm quý vị có đúng hay không? Mà Đức Huỳnh giáo chủ dạy là tóm tắt ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai giữ trọn lành trọn sáng về khỏi Tây Phương an dưỡng, học đạo cho hoàn toàn để trở lợi cứu giới chúng sanh. Đó. Tất cả thiện nam tín nữ trong tôn giáo nhà Phật lúc rảnh việc thường coi trễ giảng và giữ gìn phong hóa nước nhà. Mấy ông cạo đầu mà mấy ông không có ban vui cứu khổ cho ai hết, vậy mấy ông thành cái gì? Mấy ông đắc quả gì? Mà mấy ông vô đó để tôm góp tiền bạc của tín đồ quần chúng mấy ông ăn. Đó. Mấy ông lợi dưỡng xác thịt của mấy ông thôi. Ông nào thì cũng mập ú hết trơn á. Mà dân chúng ở ngoài người ta đói khổ thì mình phải mở lòng rộng từ bi. Thí dụ giờ chùa mình có gạo thì mình phải đưa ra chứ, tiền này đâu phải của mình. Thí dụ bây giờ Phật tử người ta nghĩ là mấy ông sư này chánh nên người ta đem gạo tiền lại người ta giúp, để cho mấy ông thấy cái mảnh đời bất hạnh đau khổ nào đó mấy ông phải ban rải ra. Mà ông nói không phải chuyện của ông, vậy ông tu làm gì? Nói quý vị thấy không? Nói ta nói ma nó xuống tầng lớp mà. Nó là đệ tử của Đức Phật Thích Ca mà nó dám phỉ báng Đức Phật Thích Ca. Ngày xưa là có ba vợ, Đức Phật thì không có vợ, mày nói sai rồi. Mày là tu sĩ mà mày nói sai rồi. Chỉ có Thái tử Sĩ Đạt Ta mới có vợ. Nhưng mà ông chỉ cưới công chúa Gia Du Đà La thôi chứ không có ba vợ hồi nào. Kinh sách nào để lợi là ông Phật Thích Ca có ba vợ. Nó, mày dám kết cho ông Phật Thích Ca có ba vợ. Nó, vậy là mình có xứng đáng làm đệ tử của Đức Phật Thích Ca không? Hay đi vô chùa tu cạo đầu để phỉnh gạt người ta lấy tiền về nuôi bản thân. Thấy thầy chùa bây giờ nó y gan như vậy đó, trong kinh y gan vậy. Như xin nói với mấy vị sư nha, tôi chỉ nói thầy chùa như thể cây sơn thôi. Còn những người mà tu á, những người mà thầy tu thì tôi không dám nói, tại vì quý vị là thầy tu là quý vị chưa tu chân chánh. Còn những cái thằng giả chá này nè, giả mang di này nè, quý vị thấy không? Quý vị cộng đồng mạng hay đào thải mấy này, bỏ nó xuống ông cống đi. Thầy nó mà nó còn chê như vậy đó. Ông có một vợ một mà nó nhớ, ông ba vợ mà Phật Thích Ca nào mà có vợ, Thái tử Sĩ Đạt Ta mà có vợ, mày nên nhớ cái chỗ này, thằng thầy chùa thúi. Nếu mày biết thì mày nói cho quần chúng người ta nghe, còn không biết thì mày vừa cột mày học lại. Tụi mày á, học đạo không đầy lắm mít nữa, mà lên phát láo, nói đủ thứ chuyện trên đời chứ. Nào là con ổng cái thằng đó nó ấy này kia kia nọ, phải cho ổng vô làm tăng đoàn để tao hại dân hại nước này kia, xác thực không? Đó, thở nay mình là đệ tử của ông Phật Thích Ca mà dám bài bác ổng là có ba vợ. Kinh sách nào nói, kinh điển nào để lại, đó, kinh điển nào mà viết lại, mày nên trả lời cho cộng đồng mạng biết. Còn không thì mày dẹp đi cái mặt của mày đi, để ra ngoài đường người ta tán cho mày dài bạc tay đó. Thầy chùa như thể cây sơn, ngoài da coi chắc trong thờ mối ăn là đúng rồi đó. Còn buồn thay cho lũ ác tăng là tụi bay đó. Bởi Đức Phật Thích Ca nói sau này Ma Dương nó nguyện là tôi sẽ làm tăng đoàn của ông, lại phá lại cái đạo của ông y gan luôn đó. Bây giờ hết ma nam tới ma nữ, hết ma nữ tới ma con nữa rồi đó. Đức Phật mà có ba vợ đó. Kinh điển nào để lại, kinh sách nào viết lại, mình phải nói cho rõ ràng. Nhà nước thì người ta lo chuyện của nhà nước rồi, nhưng mà mấy ông là sư mà tiền đó không phải của mấy ông, của Phật tử người ta đem vô người ta cúng dường. Nên quý vị Phật tử hãy nhận xét lên chỗ mấy nhà sư sàm này nha. Thay vì quý vị nghĩ là quý vị đem vô chùa để cho mấy ông có dư đó, mấy ông cho người khác,
À, mấy người, vị nghĩ vậy mà ông trả lời vậy là quý vị đã nhầm rồi phải không? Vậy là quý vị đừng lễ lầm thợ khéo sơn gia, mấy này nó chỉ sơn cái tướng đạo của nó thôi, thực chất nó không có đạo. Thì cái chùa là cái gì? Cái chùa là cái đạo, mà đạo là gì? Đạo là con đường đi chúng thì sống, bước chặt tất chết. Nó nếu mình muốn làm tròn cái đạo phải trước nhất phải giữ vẹn tứ ăn, chánh tam nghiệp và từ chừa thập ác, nói lựa lời tiếng mà nói. Thí dụ bây giờ cô bác người ta đói khổ, mình cũng phải động lòng tới, ủa tu làm Như Lai mà làm Phật mà không động lòng tới những người đói khổ thì tu để làm gì? Cái đó là vô chùa phỉnh gạt thôi. Nên quý vị cộng đồng mạng hãy sáng mắt lên dồn mấy thằng sư sàm này nha, mấy thằng sàm tăng này nha, quý vị hãy bỏ nó xuống đi, đừng bao giờ đem vô chùa nó mà cúng nữa, tại vì nó không có ban cho ai đâu, nó chỉ riêng lo lợi dưỡng một mình thôi. Nó thành thử ra mình thấy trước mắt hết rồi, nó lộ ra chân tướng hết rồi. Khi có thầy Thích Minh Tuệ ra đời, đi giữa cái đúng và cái sai, cái chánh và cái tà, nên nó lộ ra sự thật hết rồi, mặt nạ nó gớt xuống hết rồi, nó không còn mang nữa. Thành thử ra quý vị đừng tưởng rằng người quý vị trốn người khỏi, trốn trời sao khỏi. Nay rút huệ từ bi đã gọi vào thâm tâm những kẻ gian phi, hãy tu thân chừa thói vô nghì của phi nghĩa làm chi xong chuyện. Cái của người ta đem lợi mà mình cắt giấu, mình đút này kia, mình không cho ai nữa, thì của phi nghĩa làm chi xong chuyện. Nói rồi, rồi mình sẽ bị một định lực nào đó sẽ đào thải mình, mình sẽ bị một cái căn gì đó, một cái nghiệp báo gì đó mà mình không có thể căn tiền báo quả hậu đó. Nên nếu xuất gia thì phải hy sinh, chứ đừng có nói mà cái câu mà buông hết trách nhiệm như vậy. Nó mình là người tu mà,